Chiến tranh lạnh, một trong những cuộc chiến quan trọng nhất của thế kỷ 20. Chúng ta gọi nó là chiến tranh lạnh bởi vì hai bên tham chiến chưa bao giờ tuyên chiến với nhau. Thay vào đó, họ dựng nên những chính quyền ủy nhiệm hay những lực lượng chống đối chính phủ thân đối thủ ở khắp nơi trên thế giới. Như một hệ quả, hàng loạt đất nước rơi vào cuộc nội chiến, hoặc tệ hơn là bị chia cắt. Ba đất nước trên chỉ là ba trong số những cuộc chiến tiêu biểu nhất. Năm 1991, chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô sụp đổ. Việt Nam và Đức bằng cách này hay cách khác đã thống nhất thành công. Nhưng, hai phần bán đảo Triều Tiên thì lại không bao giờ được may mắn như vậy. 70 năm kể từ khi cuộc chiến kết thúc, chúng ta đã được nghe rất nhiều thứ về hai bờ Nam Bắc Triều Tiên. Với phía Nam, đó là sự phát triển thần kỳ và một cường quốc về công nghệ trên thế giới. Còn đây là những gì chúng ta nghe về phía Bắc. Breaking news this morning, North Korea launching four new missile tests. New missile launches overnight by North Korea. North Korea has conducted dozens of missile tests this year. Bạn tự hỏi, tại sao Triều Tiên ám ảnh với vũ khí hạt nhân đến vậy? 그 어떤 극난한 환경에 처한다 해도 미국이 조성해 놓은 조선반도의 정치 군사적 형세 하에서. Và liệu có một ngày điều này sẽ kết thúc? North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Pyongyang sees the test launch as a clear warning to its quote-unquote enemies. States like these constitute an axis of evil. Cuộc chiến diễn ra vào năm 1950. Nhưng để hiểu nguồn gốc của câu chuyện này, bạn phải quay lại những năm 1895. Khi ấy, cả bán đảo Triều Tiên với tư cách là một đất nước thống nhất nằm dưới hệ thống triều cống của Trung Quốc. Nhưng cuối thế kỷ 19, Trung Quốc đã quá suy yếu. Trong khi đó, một người hàng xóm khác của Triều Tiên sau những cải cách hàng loạt đang trỗi dậy mạnh mẽ. Họ muốn thay thế Trung Quốc, trở thành thế lực thống trị châu Á. Triều Tiên kẹp giữa một thế lực cũ đang đến hồi hấp hối và một thế lực mới đầy tham vọng đang trỗi dậy. Vậy nên khi chiến tranh nổ ra giữa họ, Triều Tiên được đưa vào như một con hàng để đem lên bàn đánh cá. Trung Quốc thua, và Trung Quốc đành chấp nhận nhả Triều Tiên cho Nhật Bản. Trung Quốc đã rớt đài khỏi cuộc chiến giành quyền ảnh hưởng ở bán đảo này, vậy nên một thế lực khác định tận dụng thời cơ nhảy vào tranh chấp. Nhưng Nga thì không mạnh đến thế. Nhật Bản tiếp tục đánh bại Nga để một mình một đỉnh ở bán đảo Triều Tiên. Năm 1910, Đế quốc Nhật hoàn thành công cuộc sáp nhập Triều Tiên. Trong 35 năm tiếp theo, bán đảo Triều Tiên vẫn là của Nhật. Người Triều Tiên không hạnh phúc với điều này đâu. Nhưng họ chẳng thể làm được gì cả. Ý tôi là, họ có thể làm được gì trước một trong những đế quốc hùng mạnh nhất thời bấy giờ? Vậy nên, họ cần ai đó giúp đánh đổ quân Nhật đi. Một ai đó còn mạnh hơn cả Nhật. United States of America was suddenly and deliberately attacked. A state of war has existed. Năm 1945, Mỹ và đồng minh đánh bại Nhật Bản. Họ quyết định rằng Nhật Bản phải trả lại tất cả các vùng đất mà họ đã đánh chiếm. Triều Tiên là một trong số đó. Thế là hai trong số các đồng minh mạnh nhất đứng ra lãnh trách nhiệm ở bán đảo Triều Tiên. Đây là lúc mọi thứ bắt đầu đi sai hướng. Liên Xô và Mỹ quyết định sẽ chia nhau ra đóng quân ở Triều Tiên trong 5 năm, cho đến khi Triều Tiên có thể tổ chức bầu cử và thành lập một nhà nước thống nhất. Liên Xô và Mỹ định chia nhau Triều Tiên như thế nào? Không dùng sông, không dùng núi, không dùng văn hóa, không dùng dân tộc. Hai người đàn ông người Mỹ này đặt bản đồ lên bàn, rồi cứ thế kẻ ra một đường thẳng phân chia bán đảo Triều Tiên ở vĩ tuyến số 38 độ Bắc. Tại sao phải là 38? Đơn giản vì người Mỹ muốn thủ đô Seoul của Triều Tiên phải được đặt trong khu vực kiểm soát của mình. Tuy thế, người Mỹ cũng không chắc là đề nghị của mình sẽ được phía Liên Xô đồng ý. Nhưng thật ngạc nhiên, Stalin, lãnh tụ Liên Xô, lại đồng ý với điều này. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, mặc dù những bất đồng đã xảy ra, nhưng Stalin vẫn hướng đến chung sống hòa bình với người Mỹ và phương Tây nên đã nhanh chóng đồng ý đề nghị này. Người Xô Viết đóng quân ở miền Bắc, còn người Mỹ đóng quân ở miền Nam. Người Triều Tiên có thích điều này không? Đương nhiên là không. Nhưng một lần nữa, họ thì có thể làm gì được trước những siêu cường lớn nhất thế giới? Sau khi chia xong bán đảo Triều Tiên không lâu, Liên Xô và Mỹ nhận ra kẻ kia không phải là bạn của mình và bắt đầu cuộc chiến tranh mới, chiến tranh lạnh. Tình hình ở Triều Tiên cũng căng thẳng theo. Liên Xô và Mỹ không thể tìm được tiếng nói chung cho cuộc bầu cử của toàn bán đảo. Thay vào đó,
họ đưa lên những chính quyền thân minh ở hai bờ. Năm 1948, ở miền Nam, Mỹ tự tổ chức bầu cử lấy và đưa Ri Sinh Man lên làm tổng thống, thành lập Đại Hàn Dân Quốc, gọi ngắn gọn là Hàn Quốc. Ít lâu sau, miền Bắc thuộc Liên Xô cũng được Kim Il Sung lên làm lãnh đạo. Sau khi sắp đặt đâu vào đấy hai chính quyền của mình, tới năm 1949, cả Liên Xô và Mỹ đều rút khỏi bán đảo Triều Tiên, để lại một đống bất ổn đằng sau mình. Kim Il Sung, người đàn ông cộng sản, là một người hiếu chiến. Có vẻ như ông ta thừa hưởng những đức tính này từ Mao Trạch Đông trong thời gian phục vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Kim nung nấu ý định thống nhất cả bán đảo bằng vũ lực. Có nhiều cuộc nổi dậy của những người theo chủ nghĩa cộng sản ở miền Nam, một số thì tự phát, một số thì được hỗ trợ bởi Kim. Kim tin rằng những thứ này đã làm suy yếu chính quyền của Ri, và một cuộc chiến bắt đầu thành hình trong bộ não ông ta. Sau khi quân Mỹ rút khỏi Hàn Quốc, Kim thấy đây là thời cơ cho một cuộc chiến. Kim tới Moscow, thủ đô của Liên Xô, để hỏi Stalin về việc tổ chức chiến tranh thống nhất đất nước. Tại sao phải hỏi Stalin? Vì Stalin lúc đó giống như xếp sòng của chủ nghĩa cộng sản, nên để được tổ chức chiến tranh, Kim phải có sự cho phép của Stalin. Thêm nữa, mặc dù rất tự tin, nhưng Kim Il Sung cũng biết mình không thể nào tự mình đánh thắng Ri nếu không có sự trợ giúp của Liên Xô. Nhưng khi vừa mở miệng với Stalin, Kim đã nhận ngay lại câu trả lời là không. Stalin không muốn Liên Xô bị kéo vào chiến tranh với Mỹ. Hơn nữa ở Trung Quốc, Mao Trạch Đông đang đánh nhau dữ dội với Tưởng Giới Thạch. Đối với Stalin, một Trung Quốc là quá đủ rồi. Thêm Triều Tiên nữa, ông gánh không nổi. Kim thất vọng ra về. Nhưng một năm sau, năm 1950, Stalin lại thay đổi ý định. Tại sao ư? Vì Liên Xô giờ cũng đã có vũ khí hạt nhân. Stalin không sợ Mỹ nữa, hay ít nhất không sợ Mỹ sẽ đến đánh mình nữa. Vì Trung Quốc cuối cùng cũng thống nhất dưới lá cờ cộng sản của Mao Trạch Đông. Và vì Stalin nhận được tin tức tình báo từ Mỹ rằng Mỹ không coi trọng bán đảo Triều Tiên này cho lắm. Nếu Kim phát động chiến tranh, đấy hẳn sẽ là một chiến thắng dễ dàng, Stalin vuốt dầu nghĩ. Nhưng để chắc chắn, khi cho phép Kim thực hiện chiến tranh, Stalin có thêm một câu: chúng tôi sẽ không trực tiếp tham chiến, nếu muốn hỗ trợ, hãy hỏi Mao. Kim lại đến gặp Mao. Mao lặp lại y hệt những gì Stalin nói khi gặp Kim ở Moscow: không, chúng tôi không muốn bị kéo vào chiến tranh với Mỹ. Stalin đến gặp Mao và nói rằng: đồng chí Mao, hãy giúp đồng chí Kim, tôi sẽ giúp đồng chí kinh tế và quân sự. Mao không hào hứng với vế đầu lắm, nhưng khi nghe tới vế sau, Mao sáng mắt lên. Sau chiến tranh, Trung Quốc chỉ là đống đổ nát. Vì thế Mao rất rất cần những hỗ trợ từ Stalin. Mao gật đầu với Kim và sẵn sàng vào thế chiến. Thế là ngày 25 tháng 6 năm 1950, nó đã xảy ra. A highly trained and well-equipped North Korean army swarmed across the 38th parallel to attack unprepared South Korean defenders. Caught off guard, they were all but overwhelmed. Cuộc tràn xuống của Kim khiến Hàn Quốc và Mỹ bất ngờ, trở tay không kịp. Đây là bản đồ ngày nay chúng ta vẫn biết sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Nhưng đã từng có thời điểm nó trông như thế này. Tổng thống Mỹ Truman bắt đầu cuống quýt và quay xe ở bán đảo Triều Tiên. The future of civilization depends on what we do, on what we do now. Theo Truman, đây không phải là hành động xâm lấn của Kim, đây là hành động xâm lấn của Liên Xô. This danger has been created by the rulers of the Soviet Union. Ông cho phép quân đội Mỹ đến Triều Tiên và huy động cả quân Mỹ đang đóng ở Nhật tới giúp Ri. Quân Mỹ và đồng minh phát cuồng người Triều Tiên, họ đánh bom mọi thứ có thể ở miền Bắc. Cuối cùng, 635.000 tấn bom được giải xuống. Để dễ hình dung, con số này là khủng khiếp thế nào? Thì con số này lớn hơn cả tổng số bom mà Mỹ giải ở mặt trận Thái Bình Dương ở chiến tranh thế giới thứ hai. Và chỉ kém, đoán xem, đó là Lào và Việt Nam. Tình hình đã đảo chiều. Giờ đây, quân của Kim mới là người bị bao vây. Trung Quốc buộc phải tham chiến. Họ đã thành công đẩy lùi quân Mỹ và đồng minh. Đây là vì lời hứa với Triều Tiên hay bản thân Trung Quốc muốn bảo vệ đường biên giới miền Đông Bắc của mình, hoặc là cả hai. Chúng ta không biết, nhưng nếu không có sự can thiệp và sự hiệu quả của quân đội Trung Quốc, có thể đã không có một Triều Tiên chúng ta biết hiện nay. Và câu chuyện cũng đã dừng lại ở đây. Chiến tranh vẫn tiếp diễn đến năm 1953, cho đến khi các bên chịu ngồi vào bàn đàm phán và ký một thỏa thuận đình chiến. Quanh vĩ tuyến 38 độ Bắc, hai bên thiết lập vùng đệm này gọi là vùng phi quân sự hóa, hay viết tắt là DMZ. Với Triều Tiên kiểm soát đường này, còn Hàn Quốc kiểm soát đường này. Chiến tranh qua đi, hai bên bắt đầu đi theo những con đường khác nhau.
quân Mỹ vẫn ở lại miền Nam bán đảo để bảo vệ Hàn Quốc. Họ thậm chí còn đặt những đầu đạn hạt nhân của mình tại Hàn Quốc để tăng sức đe dọa với Triều Tiên. Từ đây, Hàn Quốc bắt đầu tập trung phát triển kinh tế, vươn mình. Từ một trong những nước nghèo nhất thế giới, họ trở thành một trong bốn con rồng kinh tế châu Á. Còn miền Bắc làm gì trong lúc đó? Trái ngược hoàn toàn với người anh em phía Nam, Triều Tiên phục hồi rất nhanh trong thời gian đầu hậu chiến, với sự giúp sức không nhỏ những viện trợ khổng lồ từ hai người hàng xóm. Nhưng sau đó, tăng trưởng bắt đầu chững lại và cuối cùng bị Hàn Quốc vượt mặt. Sự chững lại này là một phần hệ quả của việc chia rẽ Xô Trung. Cũng giống như Việt Nam, Triều Tiên ngả về phía Liên Xô. Điều này làm Trung Quốc cắt đi nhiều viện trợ cho Triều Tiên. Nhưng phần quan trọng nhất là Triều Tiên phải hy sinh kinh tế cho nền quốc phòng. Không như miền Nam, họ không được đồng minh bảo vệ nhiều như người Mỹ bảo vệ Hàn Quốc. Và họ cũng không được Liên Xô hay Trung Quốc đặt vũ khí hạt nhân lên lãnh thổ. Họ bị ám ảnh bởi sự hủy diệt từ những thế lực bên ngoài, nhưng lại không có đủ sự hỗ trợ cần thiết. Để tránh lặp lại những gì từng xảy ra trong quá khứ, Triều Tiên chọn cách ưu tiên nền quốc phòng. Đây là lúc họ nghĩ đến vũ khí hạt nhân. Hầu hết chúng ta thường nghĩ chương trình hạt nhân của Triều Tiên bắt đầu từ những năm 90. Nhưng những người đứng đầu Triều Tiên đã nghĩ đến thứ vũ khí hủy diệt này sớm hơn rất nhiều. Mục đích của nhà Kim rất đơn giản. Một khi có chúng, Triều Tiên sẽ có sức nặng hơn trên chính trường quốc tế, và kẻ thù cũng sẽ không dám liều lĩnh xâm phạm Triều Tiên. Từ những năm 1950, chỉ vài năm sau khi chiến tranh kết thúc, Kim Il-sung đã hỏi Liên Xô về công nghệ sản xuất vũ khí hạt nhân. Tuy vậy, yêu cầu này đã bị từ chối. Thay vào đó, Liên Xô giúp đỡ Triều Tiên xây dựng các nhà máy hạt nhân cho mục đích dân sự. Kim thấy những việc này cũng ổn. Dù không được phát triển vũ khí hạt nhân, thì người Triều Tiên cũng được học hỏi và huấn luyện về năng lượng nguyên tử. Mọi thứ bắt đầu thay đổi vào những năm 80. Việc Trung Quốc ngả sang Mỹ và Liên Xô bắt đầu suy yếu nghiêm trọng, cùng với sự tăng trưởng thần kỳ của Hàn Quốc, Triều Tiên cảm thấy mình lại bị đe dọa. Vậy nên Kim Il-sung bắt đầu khởi động chương trình vũ khí hạt nhân vào những năm 80 như để phòng ngừa trước trường hợp xấu nhất. Những điều Kim lo sợ đã trở thành sự thực. Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, nguồn viện trợ dầu mỏ và năng lượng biến mất. Nhưng nguy hiểm hơn, chiếc ô hạt nhân của Liên Xô bảo vệ Triều Tiên suốt bao nhiêu năm cũng biến mất theo. Thứ duy nhất còn lại là chương trình vũ khí hạt nhân còn dang dở của nhà Kim, và Triều Tiên níu giữ lấy nó bằng mọi giá. Mặc dù đã từng tham gia vào hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 1985 hay ký kết thỏa thuận giải trừ bom nguyên tử với Mỹ vào năm 1994, nhưng Triều Tiên chưa bao giờ thực sự chấp hành chúng. Tình hình còn trở nên tồi tệ hơn khi Mỹ bắt đầu chuyển chính sách sang đe dọa Triều Tiên. North Korea is a regime arming with missiles and weapons of mass destruction while starving its citizens. Con trai của Kim Il-sung, Kim Jong-un, đứng từ Bình Nhưỡng, nhìn Mỹ lật đổ Saddam Hussein trong nháy mắt vì nghĩ ông ta có vũ khí hủy diệt. United States military forces captured Saddam Hussein alive. Rồi lại nhìn Gaddafi tin lời Mỹ từ bỏ vũ khí hủy diệt, cuối cùng cũng chịu chung số phận với Saddam. Kim Jong-un lo sợ Mỹ với sức mạnh của mình có thể tiếp tục làm điều đó với Triều Tiên. Kim chẳng thấy có lý do để từ bỏ thứ duy nhất bảo vệ được mình cả. Kim Jong-un, đời thứ ba của gia đình nhà Kim, vẫn giữ nguyên lập trường này. Giờ đây, chúng ta ngày càng nghe nhiều hơn về những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Triều Tiên quanh vùng biển những người hàng xóm, hay vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã được cải tiến như thế nào. Chúng xuất hiện dày đặc trên TV và các phương tiện truyền thông. Nhưng liệu Triều Tiên có sử dụng chúng cho mục đích tấn công, để một lần nữa bán đảo Triều Tiên được thống nhất, hay vẫn luôn chỉ là để tránh những ký ức kinh hoàng này lặp lại? Không ai biết. Nhưng nhìn vào những gì đã xảy ra ở hai miền Triều Tiên hiện nay, chỉ có một điều chúng ta chắc chắn có thể biết. 70 năm trôi qua, bán đảo xinh đẹp này đã và sẽ còn bị chia cắt rất lâu nữa. Những con người cùng văn hóa, cùng ngôn ngữ, thậm chí cùng gia đình vẫn bị đường biên giới này ngăn trở, chỉ vì họ là những quân cờ trên bàn cờ của những thế lực bên ngoài.